Hello, xin chào bạn. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu với bạn một cái sàn giao dịch điện tử và bạn có thể đầu tư trải nghiệm và bạn kiếm tiền miễn phí trên sàn này ha. Và đây là cái chính sách thưởng cho người dùng mới nè. Người dùng sẽ nhận được phần thưởng là 200.000 VNDC để nhận lãi qua đêm ngay khi mở tài khoản và đăng nhập vào ứng dụng Onyx lần đầu tiên nè. Và cái quyền lợi nè. Cái 200k các bạn thưởng sẽ được mở khóa hoàn toàn sau là 1 năm là 365 ngày và bạn sẽ nhận được lãi kép là 12,79% mỗi năm và trả lãi mỗi ngày luôn ha. Và bạn có thể là rút lại bất kỳ lúc nào nè. Cái chính sách thu hồi nè, người dùng sẽ bị thu hồi phần thưởng là 200.000 VNDC trong các trường hợp sau: không hoàn thành KYC nâng cao trong vòng 3 tháng kể từ ngày mở tài khoản nè, không phát sinh giao dịch quy đổi trong thời gian là 6 tháng kể từ ngày mở tài khoản ha. Và nếu như bạn lọt vào hai trường hợp này thì bạn sẽ bị là thu hồi cái phần thưởng ha. Và cái sàn giao dịch điện tử mình muốn giới thiệu với bạn hôm nay đó chính là cái sàn Onyx ha. Tại sao mình lại giới thiệu với bạn sàn Onyx này và lý do là vì sao bạn nên có một cái tài khoản của sàn Onyx ha. Onyx là gì? Thì Onyx lúc trước nó có tên là VNDC Wallet nè, và nó đã tái cơ cấu thành ứng dụng Onyx vào ngày 1 tháng 11 năm 2021. Và sàn Onyx là tên gọi của một nền tảng đầu tư tiền mã hóa phát hành riêng một loại stablecoin. Sàn Onyx được bảo chứng bằng đồng VNDC, giá trị của VNDC luôn ngang với giá Việt Nam đồng nè. Một VNDC sẽ bằng với một Việt Nam đồng nè. Onyx hiện là một trong những ứng dụng đầu tư tiền điện tử được sử dụng nhiều nhất tại Việt Nam nè, với hơn 1,5 triệu lượt tải và một hệ sinh thái đầy đủ các sản phẩm tài chính dành cho tất cả mọi người. Stablecoin, đồng coin ổn định nè, không có biên độ dao động về giá, là tiền có giá trị được xác lập bởi chính phủ nè, giá trị không thay đổi, luôn bằng 1 Việt Nam đồng nha. Nói một cách dễ hiểu hơn, Onyx là một đồng coin ổn định đại diện cho tiền Việt Nam của chúng ta trong lĩnh vực là blockchain và tiền ảo nha. Và cái ưu điểm của cái app Onyx này đó là ứng dụng toàn diện có thể giúp bạn mua bán và quản lý danh mục đầu tư crypto nè. Chỉ mất khoảng vài phút để sở hữu Bitcoin, USDT và hơn 200 loại tài sản số khác, hỗ trợ bank transfer và giao dịch thẻ Visa và Master nè. Tiết kiệm không kỳ hạn 12% khi lưu trữ VNDC nè, USDT hoặc là Bitcoin tại Onyx và nhận lãi qua ngày, nạp rút linh hoạt. Theo dõi danh mục quản lý đầu tư với tính năng hỗ trợ là tính toán lời lỗ, cực kỳ thuận tiện luôn. Cung cấp nhiều nguồn công cụ gợi ý giúp bạn tối ưu hóa lợi nhuận nè. Rồi và sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký tài khoản này, định danh KYC và cách để các bạn có thể nạp tiền vào để nhận cái lãi qua đêm từ ứng dụng Onyx này nha. Và để tải app về thì bạn tiến hành click vào cái đường link mình để dưới phần mô tả video và sau đó bạn cài đặt cái ứng dụng về điện thoại, sau đó thì bạn mở nó lên ha. Và khi mở nó lên thì bạn sẽ được một cái giao diện như thế này, thì bạn chọn vào nút đăng ký nè. Rồi các bạn sẽ chọn quốc gia là Việt Nam nha. Các bạn sẽ điền tên đầy đủ của bạn vào đây. Và sau đó thì bạn tiến hành bấm tiếp tục nè. Và ở đây thì các bạn sẽ tiến hành điền cái thông tin vào đây ha. Các bạn có thể nhập số điện thoại nè, hoặc các bạn có thể sử dụng là email cũng được nha. Và mình sẽ tạo một cái mật khẩu, sau đó mình bấm đăng ký nè. Và sau đó thì hệ thống nó sẽ gửi một cái mã xác thực đến số điện thoại của các bạn và các bạn tiến hành điền vào đây nha. Rồi vậy là các bạn tiến hành đăng ký thành công ha. Bây giờ mình tiến hành đăng nhập nè. Các bạn nhập vào cái mật khẩu các bạn vừa tạo lúc nãy nha. Mình bấm đăng nhập nè. Các bạn có thể luôn mật khẩu lại ha. Và ở đây thì các bạn có thể cài đặt đăng ký bằng dấu vân tay ha. Và ở đây thì nó có một số hướng dẫn và mình quên quay video lại cho các bạn xem rồi. Thì các bạn cứ tiến hành và các bạn click vào cái ô màu xanh nó hướng dẫn cho các bạn là được ha. Và sau khi tiến hành đăng ký thì mình đã nhận được là 200k vào tài khoản của nó rồi nè. Và bước tiếp theo đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách để các bạn có thể là xác thực tài khoản nha. Các bạn bấm vào cái tượng hình người ở bên góc trái màn hình nè. Và sau đó các bạn kéo xuống dưới. Thì ở đây nó là hiện là đang hiện là tiếng Anh. Bây giờ mình sẽ tiến hành cài đặt về tiếng Việt nha. Các bạn kéo xuống dưới nè. Các bạn thấy cái phần lớn Việt nè, các bạn chọn vào đây. Và bạn chọn tiếng Việt ha. Và bây giờ nó đã chuyển thành tiếng Việt cho mình rồi. Thì bạn sẽ kéo này nè, các bạn thấy là xác thực tài khoản là KYC nè, các bạn chọn vào đây nha. Và ở đây là các bước để các bạn xác thực tài khoản nè, xác thực thông tin nè, phương thức thanh toán, chụp ảnh căn cước công dân, hộ chiếu và ghi hình ha. Và bây giờ các bạn tiến hành xác thực nha. Rồi bấm vào bắt đầu nè. Thì ở đây có những cái thông tin này, các bạn cứ điền đầy đủ những thông tin ở đây ha. Và sau đó thì bạn bấm tiếp theo. Là do ở đây là mình đã đăng ký tài khoản rồi nên mình không thể hướng dẫn các bạn bước này. Nhưng ở đây thì các bạn có thể chọn ra ngoài màn hình chính nè. Các bạn chọn ra ngoài hành chính nè, các bạn kéo xuống đây là các bạn thấy là hướng dẫn cơ bản nè ha. Và bạn có thể nhấp vào đây xem. Và ở đây nó có hướng dẫn các bạn là cách xác thực tài khoản cho Onyx nè, hướng dẫn nạp tiền trên Onyx luôn và hướng dẫn quy đổi tài khoản cho Onyx. Thì những cái cơ bản thì nó hiện ở đây ha. Và bạn có thể vào đây và bấm vào cái video này các bạn xem và bạn tiến hành là xác thực tài khoản cho Onyx nha. Và đây là tài khoản của mình đã tiến hành KYC rồi nha các bạn. Và mình đã nhận lãi qua đêm là được 4.000 này. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn trở thành tài khoản tin cậy nha. Các bạn bấm vào cái hình đại diện bên góc trái màn hình nè. Rồi bạn kéo xuống đây. Rồi bạn bấm vào xác thực tài khoản KYC nè. Và sau khi các bạn là tiến hành là xác minh tài khoản rồi thì nó sẽ để một cái thông báo như thế này: bạn đã cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết và vui lòng thực hiện một giao dịch mua VNDC để hoàn thành việc xác minh để trở thành khách hàng tin cậy ha của Onyx. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta thực hiện là mua VNDC nha. Chúng ta mua ít nhất là 200k hoặc là các bạn mua ít nhất là 10 USDT nha. Rồi mình sẽ bấm vào chữ mua VNDC nè.
Rồi mình sẽ chọn số lượng đây là, mình chọn là 500 đi, 500 VNDC. Ở đây là các bạn chọn cái phương thức thanh toán ha. Ở đây là Instant Ink nè. Đây nó hỗ trợ là ngân hàng Techcombank nha. Rồi bạn bấm mua nè. Rồi và ở đây nó hiện lên thông tin chuyển khoản cho mình nè. Và bây giờ các bạn sẽ tiến hành là sao chép những cái thông tin ở đây và bạn trở về tài khoản ngân hàng của bạn và bạn nhập vào. Và mình chuyển tiền vào đây để mình mua VNDC nha. Rồi mình tiến hành sao chép số tài khoản nè. Và ở đây thì các bạn sẽ thực hiện giao dịch là chuyển tiền nhanh 24/7 nha. Và sau khi bạn tiến hành là copy thông tin rồi thì bạn kiểm tra lại một lần nữa coi nó chính xác chưa ha, và sau đó thì bạn bấm tiếp tục nè. Rồi và bạn bấm xác nhận. Rồi vậy là mình đã chuyển tiền thành công rồi nha các bạn. Và bây giờ mình quay trở lại cái ứng dụng Monet nè. Và nó thông báo cho mình là mình đã tiến hành mua VNDC thành công rồi các bạn. Và bây giờ mình sẽ check lại cái tài khoản ha. Rồi và ở đây nó đã cộng cho mình là 500 ngàn rồi nè. Và bây giờ thì tài khoản mình nó đã chuyển sang là chế độ tin cậy rồi. Và đối với những bạn mới mà các bạn có một số tiền rảnh rỗi thì các bạn có thể nạp vào đây một ít để các bạn trải nghiệm được cái tính năng là nhận lãi qua đêm của nó ha. Đây là cái lãi suất kép không kỳ hạn nè, lên đó là 12% một năm nha. Và lãi kép là kỳ quan thứ 7 của thế giới mà. Và ở đây thì nó có những cái danh mục đầu tư tư nữa, nhưng mà mình không khuyến khích các bạn đầu tư nha. Bởi vì đầu tư thì mình mang lại lợi nhuận, nhưng mà đi đôi với nó là cũng là rủi ro rất là cao nha. Và nếu như các bạn muốn kiếm thêm cái thu nhập với cái ứng dụng Honest này thì các bạn sẽ tiến hành bấm vào cái ảnh đại diện ở góc trái màn hình nè. Và bạn kéo xuống đây ha. Và ở đây nó có chữ giới thiệu nè, thì bạn sẽ bấm vào đây. Các bạn bấm vào lấy cái mã giới thiệu nè. Thì ở đây là khi bạn giới thiệu bạn bè của bạn đăng ký thành công á, với mỗi KYC cơ bản thì bạn sẽ nhận được 5k nha. Và đối với mỗi KYC nâng cao thì bạn sẽ nhận được là 35k. Và ở đây là những cái link có chứa cái mã giới thiệu của bạn ha, hoặc các bạn có thể sao chép cái mã giới thiệu này mà. Và khi tiến hành đăng ký thì bạn nhập cái mã giới thiệu của mình vô và bạn sẽ nhận được cái ưu đãi từ cái chương trình này, giới thiệu bạn bè từ Honest nha. Rồi và video của mình đến đây là xin hết ha. Và nếu như các bạn có thắc mắc hay là không hiểu được gì thì bạn đừng ngại comment bên dưới phần bình luận của video, hoặc các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua cái số Zalo của mình thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ha. Rồi và nếu như các bạn thấy video của mình bổ ích cho các bạn thì bạn cho một like, nhấn vào đăng ký kênh và ấn vào biểu tượng cái chuông kế bên để nhận được thông báo sớm nhất khi mình ra video mới nha. Rồi mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.